IMC Pictures là một cái công ty mà thật sự là cái tổ chức tập đoàn IMC đã quyết định để mà đầu tư trong cái thời gian rất là lâu rồi, nhưng mà ngày hôm nay đó là cái thời điểm mà rất là phù hợp, tại vì đoàn IMC đó nó có những cái mảng giống như là truyền hình, có những cái tạp chí, có những cái chương trình sản xuất, có những cái công ty tổ chức sự kiện, thì để mà đảm bảo được cái sự mà độc quyền và đào tạo diễn viên đó, thì bây giờ phải cần một cái mảng nữa mà đang thiếu sót, đó là cái mảng về movie. Thì công ty sẽ vận dụng cái này, cái IMC Pictures, để mà có thể giống như là hoàn tất cái hệ thống khép kín của cái tổ chức của mình. IMC Pictures sẽ làm nhiều thể loại phim khác nhau và hợp tác nhiều với đối tác khác nhau. MTV cũng là một thành viên của cái tập đoàn IMC, thì mình vận dụng hết tất cả những cái công ty con hay là những cái thành viên của cái tập đoàn để mà đóng góp vào cái sự phát triển này. Sẽ có rất là nhiều cái mảng mà mình có thể là tích hợp cùng với nhau, để mà vừa có MTV, vừa có IMC Pictures, và vừa có những cái kênh là giống như Today TV, SNTV. Thì những cái diễn viên được đào tạo từ những cái kênh truyền hình này hay là từ những cái môi trường này sẽ được tham gia vào những cái sân chơi của cái tập đoàn khi mà có cái cơ hội. Mình chưa có thể tuyên bố chính thức được, nhưng mà mình sẽ cố gắng làm phim trong đầu năm 2016 để cho khán giả xem được trong khoảng cuối năm 2016.